Ai, có tù nhân mới kìa. Chào cậu, tôi đang giả tù nhân mới đến. Thằng nào đây mày? Trời ơi, ngày xưa bắt tao là tù lại đấy. Từ giờ đây là phòng giam mày. Có tù nhân mới, tất cả chúng mày không ai gây chuyện đấy. Từ từ, tao chăm sóc nó kỹ càng. Mày đấy, đừng có tự chuốc họa thân. Đi. Cháu gặp thằng Phong. Khô đồn, tránh xa ra. Bọn thằng mấy vào đúng ấy nhá. Để tao. Ừ, mày không giảm đâu. Thằng này, tao cho mày dài. Sao tao đúc, tao hành nó. Mới cậu giữ tóc mà có đầy đủ đây chứ. Tao có đầy đủ. Quan trọng là chúng nó có tiền hay không thôi. Đủ đấy. Tức tập chỗ xuống này về. Đi về trước. Anh đi đi. Cho lấy lại tiền từ tay chúng nó. Được, anh nhớ đi cẩn thận đấy. Đi về trước đi. Có mai phục, mặc gì mà.
chứa đồ của tao. Nếu ngoan ngoan, tao sẽ tha chết cho mày. Đúng không? Mày không giết tao, sẽ có ngày tao giết mày. Mày không sợ của mày, muốn giết tao á? Kia rồi, bắn! Đứng lại! Bắn! 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 B